Mình bắt đầu nhá. Phải bắt đầu chữa này. Câu 41. Đề này khá khó đấy. 41. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tác dụng được với H2O4 loãng. Lưu ý là H2O4 loãng nhá. H2O4 loãng. H2O4 loãng thì nó chỉ tác dụng với các anh kim loại đứng trước hydro đúng không? Vậy bạc không ăn này. Anh này oxit bao giờ có này. Anh này muối có đúng không? Muối của axit yếu hơn có. Anh này bao giờ có là 1 2 3. Đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? Câu số 2. Câu số 2. Thành phần chính của đá vôi canxi carbonat, công thức của canxi carbonat là C. CaCO2. Dễ ơi. Câu 43, thành phần chính của phân đạm ure. Nhiều đứa quên lắm. Ure là NH2 tất cả 2 lần CO. Đáp án đúng đáp án C. Câu 44, trong phòng thí nghiệm để tiến hành điều chế HCl nhé. Khí hydro sẽ thoát ra nhanh hơn nếu thêm hệ phản ứng vài giọt. Thêm NaCl không hiện tượng gì. Thêm MgCl2 cũng chẳng nên để dùng làm gì. Thêm AlCl3 cũng vậy. Chỉ có thêm CuCl2. Tại sao lại vậy? Tại vì thêm CuCl2 vào thì Cu2 cộng. Cộng với lại kẽm thì nó tạo thành đồng. Cộng với kẽm 2 cộng. Thế là đồng này nó bám vào trên mặt thanh kẽm này. Nó tạo thành pin. Được chưa? Gồm hai điện cực, một điện cực là đồng, một điện cực là kẽm. Nhá. Thế như vậy nó làm pin điện hóa để nó nhanh hơn. Ok, câu 45. Câu 45. 45 thì chữa cho chúng ta nhìn này. 45. 15g glycine. Gly, các em nhớ thành gly là 75. 15 chia 75 thì bằng 0,2. Vào 300ml dung dịch HCl. HCl. Thu được dung dịch X, vậy thầy coi dung dịch X là hỗn hợp gồm glycine và HCl. Làm vậy cho nhanh. Cho X tác dụng vừa đủ với KH. Chú ý là KH này, chú ý là đề bài cho chúng ta vừa đủ. Thì mình tìm được số mol KH bằng 2 nhân với 0,25 bằng 0,5. Thu được dung dịch Y. Vừa đủ thì mình nhớ rằng là tác dụng với KH thì phải là nhóm COH. Glycine thì có một nhóm COH. Vậy suy ra thì sẽ có tạo thành. Đây là chiêu của thầy nhá, thầy dạy các em đấy, các em phải chú ý. Chiêu đặc biệt luôn đấy, skin đấy. Thì mình sẽ có này. Nhóm COH này vào KH này thì nó bỏ H đi. Thêm K vào. Vậy nó là gly trừ 1 hydro cộng 1 kali. Bảo toàn gly thì thằng này bằng 0,2, thằng này bằng 0,2. Tiếp tục nhá. KH cộng HCl thì toàn thành KCl. Mình lưu ý đây vừa đủ nên bảo toàn đây 0,5 trừ 0,2 thì còn 0,3. Vậy cô cạn thu được mg chất rắn khan là cũng một bộ này. Thì có khối lượng bằng 0,2 nhân này 75 trừ 1 cộng 39. Cộng với lại 0,3 nhân 39 cộng 35,5. 39 cộng 35,5 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu các em? Thầy bấm nhá. 0,2 nhân mở ngoặc đơn 75 trừ 1 cộng 39 bằng cộng 0,3 nhân mở ngoặc đơn 39 cộng 35,5 bằng 44,95. Vậy ra đáp án C. Minh Anh comment đúng, chính xác, rất tốt. Mình tiếp sang 46. 46. Trúc Thanh vào học đấy hả? Hóa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt. Hóa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm nhôm và sắt. Nhôm và sắt và H2O4 loãng thì thu được khí điều kiện tiêu chuẩn. Này mình bấm máy tính luôn. Mình đặt số mol nhôm là A, số mol sắt là B. Mình sẽ có phương trình đầu tiên. Nhìn nhé. 1, 2, 2, 7A 5, 6B bằng 13,8. Phương trình thứ 2, 1 thằng nhôm thì cho ta 1,5 thằng hydro. Vậy là 1,5A. 1 thằng sắt cho ta 1 thằng hydro. Vậy là cộng 1B. Thì bằng chia 2,4 bằng A bằng 0,2, B bằng 0,15. Phần trăm là khối lượng của nhôm. Thế mình tìm được số mol nhôm của mình bằng 0,2 nhân 27 này chia 13,8 này bằng 39,13%. Vậy đáp án đúng mình đáp án D. Tốt, mình anh chúc anh tốt.
Câu 47. Khi bộ ốm mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền chắc chắn là glucose, đường nho. Nên là các em nhìn thấy là ở trong cái mặt túi dịch truyền đường ấy thì nó hay có in hình quả nho. Đấy, đường nho, glucose. Câu 48. Chất béo là thức ăn quan trọng của con người và nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong nghiệp để sản xuất. Glucose ăn colnitric không? Chất béo mỡ làm sao? Xà phòng thì đúng rồi. Ăn colnitric không? Có ai bao giờ dùng thấy chất béo đi điều chế ra rượu đâu? Glucose và glycerol. Glucose thì làm sao mà chất béo ra được? Lại tiếp, vậy chỉ có thể là từ xà phòng và glycerol. Đáp án đúng là ăn gì? Câu tiếp theo, câu 49. Tên thay thế của ăn col có công thức cấu tạo thu gọn là. Thế anh này là gì? 1, 2, 3, 1 nhóm OH. 1, 2, 3, propan. Đánh số 1 đây, 1 ôn. Propan 1 ôn, vậy bây giờ pen, gạch pen đi. Propan 1 ôn. B. Câu 50. Etin acetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách chiết chất hữu cơ. Etin acetat được tổng hợp khi đun nóng ethanol và axit acetic. Thế là do cộng giữa thằng ancol và thằng axit tương ứng. Với chất xúc tác là gì? Thì xúc tác thì nó sẽ là tạo ra nước, thì chất xúc tác nó phải là H24 đặc, hấp thụ nước. Mục tiêu H24 đặc đây là hấp thụ nước nhá. Rất tốt mình anh. Câu 51, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Lâu, nay, không, rảnh, chơi, phây là bọn kim loại kiềm, thì là natri. Câu 52, chất nào sau đây trùng hợp tạo ra PVC? PVC tên gọi là polyvinyl chloride. Vậy là nó đi từ vinyl chloride. Vinyl chloride là đi từ cái nhóm thế vinyl. CH2 nối đôi CHCl. Cũng như đáp án đúng đáp án này. Câu 53. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharidic. Vậy monosaccharidic là glucose. Glucose cộng hiro, hiro hóa là cộng hiro thì tạo thành sorbitol. Vậy X mình là glu, Y mình là sorbitol. Glu, sorbitol. Đáp án đúng đáp án này. Dễ nhỉ? Thực ra mấy câu này mấy câu nhận biết, mấy câu thông hiểu thì nó sẽ dễ đúng không? Đi xuống mấy câu nó có khó thì nó mới gọi là thốn. Chứ còn mấy câu này thì vẫn kiểu bình thường, như cân đường hộp sữa. Tiếp sang câu tiếp theo. Câu 54. Câu 54 này bị đứt rồi. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Protein là những polypeptide cao phân tử, có phân tử khối vài chục nghìn đến vài triệu. Chính xác. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tử nguyên tố nitơ. Đúng, bởi vì nó được tạo bởi từ các gốc alpha amino acid, nó đi từ các nhóm NH với CO. Đúng. Protein đều tan trong nước tạo dung dịch keo. Cái này sai. Tại sao sai? Tóc chúng ta là protein. Nếu mà nó tan trong nước tạo dung dịch keo thì tóc ta gội đầu phát sao hình thành keo. Thế thì cần gì dùng keo nữa? Vậy là sai là C. Đề bài hỏi sai. Vậy đáp án đúng đáp án C. Câu 55. Khi đốt cháy than đá thuộc hỗn hợp khí, trong đó khí X không màu không mùi, đặc. Than đá là carbon. Đốt trong oxy thì nó sẽ tạo thành hoặc là CO2 hoặc CO. Do độc, CO2 không độc nên chắc chắn nó là CO. C. Câu 56. Thủy phân 4,4 gram etin acetat. Etin acetat là CH3COOCH5. Số mol 4,4 chia cho 88 bằng 0,05 mol. Và 100ml dung dịch NaOH, số mol NaOH 0,2 x 0,1 bằng 0,02 để tạo thành CH3COOCH2. Đúng rồi, nhầm thì không sao cả. Thế thì đây mình có này, anh này 0,05, anh này 0,02, phải tính cho thằng nhỏ hơn là 0,02. Vậy mình có 0,02 mà nhân với 82 thì bằng 1,64. Đáp án đúng đáp án B. Các em nhớ nha, đấy, làm như thầy thì có nghĩa khi mà mình làm quá nhiều mình thuộc đến phân tử khối rồi thì mình nhậm rất nhanh. Câu 57. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Amylose không phân nhánh. Cellulose không phân nhánh. Polyethylene không phân nhánh, chỉ có amylopectin là phân nhánh thôi. Thấy chưa? Câu 58, phát biểu nào sau đây là đúng? Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử, đúng. Ở điều kiện thường các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước, sai. Li-ti vẫn nổi lên trên nước, nó khối lượng riêng nhỏ hơn. Các kim loại đều chỉ có một số xóa duy nhất trong hợp chất, sai tiếp. Ví dụ như sắt 2 và sắt 3. Ở điều kiện thường các kim loại đều ở trạng thái rắn, sai. Thủy ngân, trạng thái lỏng. Vậy đáp án đúng, đúng của mình là đáp án này.
Câu 59. 500g dung dịch glucose. Glu. Trong lượng giữ AgNO3 trong NH3, số mol bạc bằng 10,8 chia cho 108 bằng 0,1. Đây không hiệu suất, vậy suy ngược lại glu. Glu có một con chó nên nó chán được hai bạn. Vậy ngay lập tức mình tìm được số mol bạc bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Đến đây mình tìm được nồng độ 0,05 chia 0,5 bằng 0,1. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 60. Đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn chức mạch hở. Mình lưu ý công thức tổng quát của amin no đơn chức mạch hở là CN H2N cộng 3N bằng oxy, thì thu được số mol CO2 bằng 0,2, số mol nitơ bằng 1,12 chia 2,4 bằng 0,05. Mình lưu ý do đây là nitơ đơn chức nên thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Thế sẽ có 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy suy ra số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,2 chia 0,1 bằng 2. Vậy suy ra này là C2H2244+3 là 7N. CH7N vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Sang câu tiếp theo, câu số 61. 65 điểm rồi đấy các em. Dễ rồi, đúng không? Câu tiếp theo, câu số 61. Hòa tan hoàn toàn 5,55g. Ở đây các em nhớ một cái skin của thầy này. Skin giải được mọi bài. Mình lấy M kim loại chia cho tổng E trao độ. Khối lượng kim loại bằng 5,85. Tổng E trao độ hydro. Số mol hydro bằng 7,28 chia 2,4. 0,325. Lưu ý một anh H2 thì nhận 2 E, nhưng thằng này nhân 2 nữa. 5,85 chia cho 0,325 nhân 2 9. 9 nhân 1 bằng 9, không có thằng nào. 9 nhân 2 bằng 18, không có thằng kim loại nào bằng 18 cả. 9 nhân 3 bằng 27, 27 thì có thằng nhôm. Vậy chắc chắn có thể là nhôm. Đáp án đúng là đáp án D, B. Chào duy nhất mới đăng ký khoa học của chúng ta. Các bạn cố gắng giúp đỡ duy nhất nha. Tiếp tục mình có câu 62. Duy nhất làm bài tập chưa? Phải làm bài tập trước đấy. Câu 62, ừ dĩ nhiên chiều thấy lúc nào trở đi. 62. Nhóm gần 50 bạn mà chỉ có 1/5. Câu 62, chắc là mấy bạn bị mãi. Câu 62. Cho nhóm mới 15 phút thôi mà mình đã giải đến câu số 62 rồi. Thế các em thấy mình phải luyện được tốc độ như vậy nhá. Cho 4,48 lít CO. Mình tìm được số mol CO bằng 0,2, tiết kiệm thời gian. Phản ứng với 8g bột kim loại. Bột kim loại chưa biết được gì. Mấy UI. Cho 8g. Thu được kim loại M. M gam kim loại và hỗn hợp khí của tỷ khối hơi so với hydro là 20. Với hỗn hợp khí tỷ khối hơi so với hydro là 20 chắc chắn là có thằng CO2 rồi và khả năng cao có CO dư. Hydro là 20, vậy 20 nhân 2 thì bằng 40. Anh này bằng 44. Anh này bằng 28. 44 trừ 40 thì bằng 4. 28 trừ 40 bằng 12. 12 chia 4 thì bằng 3 chia 1. Được chưa? Thế các em chú ý nhé. Nếu thầy đặt số mol đây thì đang giải câu 62 đây Hoàng. Anh này là A thì CO2 là 2A đúng không? Thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Carbon trong CO là 0,2. Carbon trong CO2 này 1 carbon, 2A. Sorry, 3. Đây là 1 thì đây là 3, đây là 3. Trong CO1 carbon, vậy cộng A nữa. Suy ra của thầy bằng 0,5, 0,05. Vậy suy ra số mol CO2 bằng 0,0, số mol CO bằng 0,05. Số mol CO2 bằng 3 nhân 0,05 bằng 0,15. Được chưa? Đề bài hỏi giá trị của M. Thế mình lưu ý này. Mình lưu ý này, bản chất là CO đớp oxy trong oxit để tạo thành CO2. Anh này khí, anh này khí, anh này rắn. Có nghĩa số mol CO phản ứng chính bằng số mol CO2 sinh ra, chính bằng số mol oxy trong oxit phản ứng, và chính bằng M này, oxy mất đi này. Thằng này đúng một mình này. Oxy mất đi là mất đi 16, giảm đến 16. Em hiểu không nhỉ? Giảm đến 16 vậy thì hoàn toàn mình sẽ được là 8
là m trước, đúng chưa? Trừ đi m sau chia 16. Vậy đây thì tìm được m bằng 16. Chú ý rằng là số mol CO phản ứng chính là số mol oxy trong oxit phản ứng nha, bằng số mol CO2. Số mol CO2 bằng 0,15. Vậy bằng 0,15 nhân 6. 8 trừ n. 0,15 nhân 6 bằng 8 trừ n bằng 7,1. À, sao lại có 7,1 thôi nhỉ? 0,15 nhân 6 bằng, có thể lỗi đâu nhỉ? 20 nhân 2 là 40. 22 40 40 trừ 44 này, 28 12 này, 3 chia 1 này. Đúng rồi, 3 chia 1. Thằng này bằng 0,2. Thằng này 0,05, thằng này 0,15. 0,15 nhân 16 bằng 8 trừ n bằng 5,6. À đây là nhân 16. 5,6 gam. Tâm đáp án C. Ok. 61 bạn gì bạn bảo là thầy giảng lại thì thầy chỉ các em chỉ nhớ một cái chiêu duy nhất thôi. Là m kim loại chia tổng E trao đổi. Mấy con loại biết rồi nhé. Tổng E trao đổi thì lấy số mol hydro nhân 2. Được chưa? Xong nhân lần lượt với 1, 2, 3 thì thấy thằng nào giống về phân tử khối là xong. Ok, cảm ơn Trúc Thanh. Rất tốt. Câu 63. Đây là ankin. Ankin là những hydrocarbon không no mạch hở công thức chung là. Ankin là những hydrocarbon không no mạch hở công thức chung là. Thế thì các hydrocarbon không no mạch hở thì là anh CnH2n cộng 2 trừ 2 rồi, đúng không? CnH2n trừ 2. Bởi vì định nghĩa ankin là trong phân tử có một liên kết 3CC mà. Đúng chưa? Đấy. Để làm sạch lớp cặn trong dụng cụ đun và nước nóng, người ta thường dùng. Nước vôi trong có thể làm sạch được, ankol không? Giấm ăn được, muối ăn càng không. B. Xong nha. Giờ bắt đầu sang mấy câu khó khó này. Tú HT. 65. Chỗ này mình được 6 điểm rồi. Bắt đầu đến câu điểm 7. Nó sẽ khó. Mg bột sắt vào 200ml dung dịch chứa 2 muối. Chú ý nha. AgNO3. Ừ, hello Tú HT. 0,15 nhân 0,2 bằng 0,03. Số mol CuNO3 2 lần. Vào đúng cái lúc mà câu khó. 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02. Sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho cộng với 3,25 gam bột kẽm. Với số mol kẽm bằng 3,25 chia 65. 0,05. À, hết tờ này rồi. Vào dung dịch X. Vào dung dịch X thì thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại tiếp cộng dung dịch Y. Câu này hơi khó bởi vì chỗ này này, chỗ này có khoảng là một thời gian và chỗ này mới là hoàn toàn. Thế thì cái việc mà xác định hỗn hợp kim loại và dung dịch X rất là mệt. Thế thì bây giờ thầy sẽ giúp chúng ta làm một kiểu khác, làm kiểu điểm đầu điểm cuối cho nó dễ. Kim loại vào tác dụng hỗn hợp này thì gồm có kim loại là sắt và kẽm. Sắt, kẽm, để ý nha. Số mol kẽm là 0,05. Số mol sắt chưa biết. Sắt chưa biết. Thế là tác dụng hỗn hợp gồm AgNO3 0,03 và CuNO3 2 lần 0,02. Được chưa? Thế thì hỗn hợp này tác dụng này thì tạo thành tổng khối lượng của hai hỗn hợp kim loại là cộng với nhau là tạo ra được một cái loại kim loại, hỗn hợp kim loại. 3,84 cộng với 3,895. Bảy phẩy bảy ba năm. Được chưa? Thế thì 7,735 này, hỗn hợp kim loại này thì sẽ có này. Em lưu ý cho thầy cụm từ nhé. Cụm từ rất quan trọng là thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần.
Nhớ nhá, thứ tự kim loại tạo thành tính cự tăng là. Thế vậy anh đầu tiên là anh bạc. Giả sử anh bạc tạo thành hết thì bằng 0,03 nhân 108 thì bằng bao nhiêu? 0,03 nhân 108 bằng, bởi vì đây có từ hoàn toàn mà, 3,24. Mà ở đây có tận là 7,735 cơ, nên chắc chắn là bạc tạo thành hết. Bạc tạo thành hết thì đến gì? Đồng. Giả sử đồng tạo thành hết là 0,02 nhân 64 thì bằng, cộng với 0,02 nhân 64 thì bằng, mới bằng 4,25. Có nghĩa tổng của bạc và đồng mới bằng 4,25, vẫn nhỏ hơn 7,735. Nên thì giả sử có sắt. Được chưa? Sắt thì mình chưa biết, thế mình để lại đấy. Được chưa? Sắt mình chưa biết mà, nên mình phải để lại thôi. Mình không biết là sắt bao nhiêu, đúng không? Đấy, thế thì tiếp tục này. Nếu giả sử bên này có sắt thì bên này sẽ tồn tại dung dịch là ZnNO3 hai lần. Giả sử như trong dịch chỉ có mỗi thằng ZnNO3 hai lần, thế thì bảo toàn. Gốc NO3 0,03 nhân 1 cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,07 chia 2 bằng 0,035. Thì chỉ lại nhé, bảo toàn gốc NO3 0,03 nhân 1 cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,07 chia 2 bằng 0,035. Gọi mỗi ZnNO3 hai lần thì số mol ZnNO3 hai lần là 0,035. Đúng không? Thế vậy điều này dẫn đến một điều là vẫn còn kẽm dư. Mà kẽm dư thì chắc chắn là sắt nó phải còn tồn tại. Bởi vì thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần, bạc, đồng, sắt và miếng kẽm. Kẽm dư bao nhiêu? 0,05 trừ 0,035. 0,015. Vậy chắc chắn sẵn rồi. Người ta tìm được số mol sắt luôn. 0,02 nhân 64 thì bằng 1,28 này. Sắt thì nhân 65 thì bằng 0,015 nhân 65 bằng 0,975. Vậy đây thì tìm được số mol sắt nhỉ. 7,735 trừ đi 3,24 trừ đi 1,28 trừ đi 0,975 bằng 2,24 chia 56 bằng 0,04. Mà sắt tạo thành đây thì chu toán hết đây, vậy A bằng 0,04 nhân 2,4 à nhân 56 thì bằng 2,24. Đáp án đúng, đáp án B. Câu này khá là cứng. Câu này thì nhớ không nhầm là nó ở trong đề minh họa năm 2015. Câu này nếu để nhớ không nhầm là trong đề minh họa 2015. Đấy, các em cứ làm hết bộ thầy là khủng thôi. Làm mấy câu này thốn, đúng không? Thốn đến tận rốn. Câu 66. 66 nhá. Cho 115g hỗn hợp muối. Sẵn sàng chưa? MgCO3 và RCO3 115,3g và dung dịch H2O4 loãng thu được khí CO2 số mol là 0,2 và dung dịch Y 12g muối chất rắn X NUX đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z cộng CO2 số mol là 0,05. Yêu cầu tìm khối lượng của Z. Thế thì thế này đã. Thế thì sẽ có cái bảo toàn khối lượng này. X mà nung nóng tạo thành Z cộng CO2, vậy thì sẽ có M của X sẽ bằng M của Z cộng với M của CO2. Đúng chưa? Giờ hỏi cần tìm khối lượng của Z, vậy mình đi cần tìm MX. Đúng không? Thế cần tìm MX thì lại có bảo toàn khối lượng tiếp. Thì mình có là 115,3 cộng với lại khối lượng của H2S4 thì bằng khối lượng của CO2 cộng với lại Y là 12 cộng MX cộng nước nữa. Chỗ này nhiều bạn thiếu nước, bởi vì đây là H cộng cộng với lại CO2 trừ thì chắc chắn sinh ra CO2 và nước. Thế thì thay số 115,3 MH2S4. Mình lưu ý này, số MH2S4 chính là số mol CO2. Hiểu không nhỉ? Bởi vì là CO2 trừ CO2 trừ mà. Còn H2O4 thì số mol H2O4 sẽ chính bằng số mol CO2. Được chưa? Vậy phản ứng nó tương tự với nhau. Vậy anh này bằng 0,2 nhân 98 MCO2 bằng 0,2 nhân 44 cộng 12 cộng MX. Chú ý M nước là bằng 18 nhân N nước. N nước thì chính bằng NCO2. Bởi vì mình có một cái phản ứng này. Bởi vì thì có cái phản ứng là CO3 2 trừ cộng với 2H cộng, hay là cộng với 1 H2S4 thì tạo thành
H2O cộng CO2 đúng không? Thế thì tỷ lệ 1, 1, 1, 1 đúng chưa? Nên số mol nó bằng nhau. Nhân với lại 0,2. Vậy thì tỷ lệ MX. Cách giải siêu nhanh luôn. 115,3 cộng 0,2 nhân 98 trừ đi 0,2 nhân 44 trừ đi 12 trừ đi 18 nhân 0,2 bằng 110,5. MX bằng 110,5 thì bằng MZ cộng MOC là MCO2 0,05 nhân 44. Thế này thì tìm là MZ là 110,5 trừ đi 0,05 nhân 44 bằng 108,3. Ơ không đáp án à? Chắc thì bấm nhầm đâu, em đợi đẹp. 115 này, 0,3 này. 115,3 cộng 0,2 nhân 98 trừ 0,2 nhân 44 trừ 12 trừ 18 nhân 0,2 trừ đi 0,05 à 0,5 chết, đây là 11,2 0,5 trừ đi 0,5 nhân 44 bằng 88,5. Được chưa cả nhà? Đáp án đúng đáp án gì? Cách giải siêu nhanh. Ok, em hiểu bài không nhỉ? Cả nhà hiểu bài không? Cả nhà hiểu bài thầy giảng không? Hiểu thì phải bảo có cái. Mà không hiểu cũng phải ới một cái thầy mới biết. Chứ không thầy lại cứ mù tịt. Biết bây giờ chữa có bao nhiêu nhỉ? Không biết có nên chữa có 80 không? Giờ mình còn bao nhiêu câu nữa? Giờ mình còn 67 là còn 17 câu nữa. 67 câu này sai đề nhé. Muối vô cơ như chỗ này là CH8. Thế sao? Câu này sai đề em ạ. Câu này sai đề. Câu này do đội gõ nó gõ sai. Nhá, câu này sai đề. Câu này sai đề nhưng mà thì thôi, bỏ nhá. Hôm nào thầy câu này có ở trong cái đề chuẩn của thầy. Câu này bị sai đề chứ không có CH4NO3 đâu. Như đây là CH8 thì nhớ không nhầm thế. Nhá. Thì nhớ không nhầm anh này nó phải là C2H8 hay sao? Thế nên là thôi bỏ nhá. Được không? Cái câu 67 này này. Hôm nào chữa cái đề minh họa năm 2000. Câu này lại trùng với câu đề minh họa năm 2015. Câu này trùng với đề minh họa năm 2015. Được chưa? Thầy nhớ không nhầm là câu này sai đề. Nhưng thầy chẳng nhớ nó là cái gì cả. Sai đề nhá. Đúng rồi, 67 sai đề. Nên bỏ 67 nhá. Sang 68. Sang 68 này. Đúng rồi, thầy chẳng biết. Thầy có nhớ đề đâu. Câu 68. Amino acid công thức HNA hai lần C3H5 COH 0,02 monic tác dụng với 200 ml hỗn hợp gồm H2SO4 này, số mol 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02, số mol HCl 0,3 nhân 0,02 bằng 0,06. Đây là Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch gồm NaOH 0,1 nhân 0,4 bằng 0,04. KOH 0,2 nhân 0,04 bằng 0,08. Đúng không nhỉ? 0,2 nhân 0,4 như bằng 0,08 đúng thật. Được chưa? Thế mình biết là bọn này tạo thành muối và cộng nước. Thế thì cách đơn giản nhất là mình bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có là Mi cộng với đây là MX 0,02 monic để Y phản cộng với MNaOH cộng với MKOH thì bằng M muối cộng M nước. Mình đang đi cần tìm M muối. MI biết rồi, MNaOH, MKOH biết, M nước chưa biết, đúng chưa? Thế giờ tìm M nước kiểu gì thì em lưu ý nhé. Để tạo thành nước có phải là H cộng cộng OH trừ tạo nước
Tổng số mũ H cộng này gồm này 0,2 nhân 1 cộng 0,2 nhân 2 cộng 0,6 0,02 nhân 1 cộng 0,02 nhân 2 cộng 0,06 bằng 0,12. Tổng số mol hóa trừ 0,04 cộng 0,08 bằng 0,12. Suy ra số mol nước bằng 0,12. Phải bảo toàn khối lượng được. Ta có 0,02 nhân với phân tử khối này bằng bao nhiêu nhỉ? 16 nhân 2 cộng 12 nhân 3 cộng 5 cộng 45. 118. 118 cộng 0,02 nhân 98 cộng 0,06 nhân 36,5 cộng 0,04 MNAH nhân 40 cộng KH 0,08 nhân 56 bằng M muối cộng 18 nhân 0,12 nhá. Bấm máy tính nhá. Giải phết. Bấm máy tính nha. Các em phải luyện bấm máy tính bằng tay trái thì mới nhanh. 0,02 nhân 118 cộng 0,02 nhân 98 0,06 nhân 36,5 cộng 0,04 nhân 40 cộng 0,08 nhân 56 trừ đi 0,12 nhân 18 bằng 10,43. Ok. Hoàn toàn chính xác, mình anh làm đúng đấy. Câu 69. Hợp chất hữu cơ X mạch thở. Hợp chất hữu cơ X mạch thở có công thức phân tử là C4H6O4. C4H6O4 nhé. C4H6O4 thế mình dạng, mình nhìn này, cái dạng mà C4H6 này này. Cái dạng mà C4H6 này là dạng mà có 2 pi. Đúng không? Dạng của ăn kim. Không tham gia phản ứng tráng bạc, không tráng gương. Cho amon phản ứng rồi cao hoát dư. Thu được mg một muối. Một muối. Được chưa? Vậy chắc chắn thằng này không phải là axit hai chữ. Bởi vì là đốt cháy đoạn y là ancol này. Vì mà sản phẩm cơ y. Đốt cháy thằng này thì thu được CO2 là 0,2, H2O là 0,3. Vì điều này tương đương với việc thấy nước lớn hơn CO2 nên tương đương với Y là, nên công thức tổng quát của Y nó phải là CnH2n cộng 2OX. Và thầy tìm được nơi cháy của nó, 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1. Vậy suy ra thì tìm được số nguyên tử carbon mà 0,2 trừ 0,1 nó là C2 H6O hoặc C2H6O2. Được chưa? Sau mình có trường hợp đầu tiên là trường hợp C2H6O. C2H6O thì COOC2H6 đúng không? C4 nữa mà. Vậy còn một đầu nữa là COOH O4 nhá, một đầu axit. Đúng chưa? Đây là C2H5. Mình thấy thỏa mãn đúng không? Đây là anh này. Công thức phân tử C4H6O4 này không tham gia phản ứng tráng bạc. Không HCO là không tráng bạc. Đúng chưa? Vậy mình lấy thằng này nhé. Cộng với KH dư. Mình tìm được số mol nó đã. Số mol nó thì chính bằng